như chúng em, những thành viên của B4 xin được gửi đến các chị một clip nho nhỏ. Xin mời các chị cùng đón xem. Oh,
Chính thức debut vào sông đời cũng đồng nghĩa với việc các chị sẽ phải rời xa mái nhà hòa hương. Ngày mai, khi các chị xông pha vào cuộc sống ngoài kia, sẽ chẳng còn những khó khăn vụn vặt như ở lưu xá, mà thay vào đó là những thử thách to bự hơn. Nhưng các chị hãy luôn nhớ lấy câu thần chú, All is well, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì phía sau các chị luôn có gia đình, người thân.
Thank you.
hoa. Em xin tới chị.
dù là mỗi lần mà chị đó đi làm về á thì đầu tóc rủ rượi như con điên, nhưng mà em vẫn cứ lại em ôm em hỏi là trời chị đẹp quá, chị có đi làm chị có mệt không, thì chị cảm thấy là rất là tại mà dù chị cũng chửi em nhưng mà chị viết trong cái bút là chị rất là cảm động và cảm thấy giống như là mọi mệt mỏi nó được xua tan đi. Thì chị em mình cùng chung gia đình mình hãy quan tâm chăm sóc nhau như vậy, mà cũng đừng quên quan tâm chắc sơ. Một trong những điều mà con cảm thấy khá là tiếc khi mà rời khỏi đây đó là con chưa có dành nhiều thời gian hỏi thăm cũng như là quan tâm cái sơ khách đặc biệt hơn các chị em khác lắm, thì con sẽ cố gắng trong những ngày còn lại để thể hiện điều đó. Điều thứ hai là xin trích lại câu nói, không biết có cùng với người chị Phương Anh không, nhưng mà
như mẹ con đã giới thiệu thì tránh trường hợp mà người quên tên con thì con tên là Đặng Minh Phương Thảo. Trong 3 năm ở đây thì con may mắn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn sơ Mai, cảm ơn sơ Hạnh. Bởi vì nhờ hai sơ thì hôm nay con mới được đứng ở đây. Đối với con, đứng ở đây hôm nay là một điều kỳ diệu. Bởi vì năm nào cũng có 7-7-49 lần con đòi ra buổi sáng cả mà. Nhờ hai sơ thì con ở lại được đây, với cả là nhờ hai sơ thì con mới biết được là ở đây con được đồng hành bởi những người có tầm nhìn xa hơn con, những người trưởng thành hơn con rất nhiều. Cảm ơn sơ Quỳnh Anh để sáng nào cũng gọi con dậy, nhắc con đi ngủ sớm. Con tin rằng với sự dẫn dắt của sơ thì lưu xé của ba sơ thì lưu xé của mình ngày càng phát triển và giữ được tinh thần của lưu xé đang có. Lời cảm ơn thứ hai là con xin gửi đến phòng B1, phòng B2 xinh đẹp Trì Trần và cuối cùng là phòng B4. Trong 3 năm ở đây thì điều con học hỏi được lớn nhất đó là đừng đặt giới hạn cho bản thân mình. Khi mà mọi người bước qua được cái giới hạn của mình á, thì mọi người sẽ tìm được một bản thân mới, một bản thân hoàn toàn khác mà chỉ có ở lưu xá mọi người có cơ hội được tìm thấy dễ dàng nhất. Minh Nguyệt có nói một câu con rất ấn tượng, đó là cảm ơn các sơ để cho tụi con có quyền được sai và có quyền sửa sai. Bởi vì ra ngoài thì chưa chắc gì tụi con có thể được sửa sai như ở trong này. Và được các sơ chỉ là chỗ nào tụi con sai, chỗ nào tụi con cần cải thiện. Các em xin phép mấy chị cho em xin chị với các em. Đó là ở lưu xá, điều mà con học hỏi được nhiều nhất đó là con được chỉ dẫn những thứ mà con thiếu, những thứ con cần cải thiện. Các em nên sống gọi là trọn vẹn á. Khi ở lưu xá hãy cống hiến. Khi mà ở lưu xá các em cống hiến thì các em mới thấy được đó là ý nghĩa khi được ở lưu xá. Thank you.
Thank you.
chung, đặc biệt là hai chị là chủ của phòng B4 nói riêng. Xin tôi sẽ